Alo, chào các bạn, mình là Du. Thì mình đây là cái kênh của mình, cái kênh chuyên hướng dẫn lập trình về Android. Android là chủ yếu. Đấy, tương lai có nhiều ngôn ngữ khác. Khác nữa, thì như ở lần trước, mình có hướng dẫn các bạn là làm một cái giao diện cho như kiểu app đặt món đó, đúng không? Đấy, nó sẽ được như này này. Đây chỉ là một màn hình trong app thôi chứ. Sẽ có rất nhiều app, rất nhiều màn hình. Ok. Thì ở video lần trước á, mình hướng dẫn các bạn là tạo lên một cái giao diện nó như thế này. Đấy, nó đẹp như này. Còn ở, như đã hứa thì ở lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn là add cái animation mà cái hiệu ứng ấy. Ví dụ như các bạn nhìn thấy ở trên này này. Kiểu như đấy, kiểu kích hay vuốt cái nó sẽ sang ở bên này đó đó, nó giống như kiểu như này đấy, chính là nó đấy. Đẹp không đấy? Ok, không là nhằng nữa thôi, các bạn nhớ để lại một cái like cũng như là đăng ký kênh như mình, hoặc nếu như có ý tưởng là hay hoặc là thấy video của mình nó chưa ổn lắm, chưa ổn áp lắm lắm thì các bạn có thể comment cho mình biết nhá. Ok, bắt đầu nhá. Rồi mình sẽ tiếp tục với cái lần trước nhá. Ok, đầu tiên mình sẽ tiến hành đổ data, tạo data và đổ cho ngày trước á. Thì đầu tiên nhá, mình sẽ cho cái thằng leo này đấy, chính thằng này mình chèn cho nó một thằng view đấy, view mắt đấy, cho nó full luôn, đóng thẻ lại đấy, và mình sẽ cho nó cái hàm on click, đó là chuyển món, mình gọi là chuyển món đi, click chuột phải này, các bạn tạo cho mình cái thằng hàm on click cho main activity nhá. Đấy, mình đã có rồi đúng không? Thì đầu tiên nhá, mình sẽ tạo thêm cho nó một cái Java class có tên là món ăn. Chưa? Thì món ăn như mô tả trên này ấy, thì sẽ đầu tiên nó có tên này, giá và hình ảnh, đúng không? Thì đây, đầu tiên là mình sẽ public in ảnh này. Đấy, mình sẽ tạo ra biến ảnh cho món ăn này. Public string tên giá này. Chấm phẩy này. Rồi, mình sẽ nhấn an insert tạo cho nó constructor. Đấy, controller ok chưa? Đấy. Sau đấy nhá, các bạn vào trong cái thư mục drawable ấy, mình sẽ public cái drawable đấy, public drawable đấy, các bạn copy các cái món ăn cho mình này đấy, Ctrl C, các bạn paste vào trong cái drawable của thằng này, ok chưa? Override đấy, ok rồi. Xong bên này nhá, ở bên này mình sẽ tạo ra một cái arrayNit kiểu dữ liệu của nó là món ăn đấy, chính là cái class vừa mình tạo ấy, arr bằng new arrayNit. Ok, tiếp đến nữa là mình sẽ tạo ra biến là biến index đấy, và tiếp đến nữa là mình sẽ tạo ra biến món ăn mà món ăn đấy. Đấy, thì ở đây nhá, mình sẽ bắt đầu viết một cái hàm private này, void init đấy, enter đấy, xong đầu đấy xong rồi nhá, đầu đấy xong thì ở đây mình sẽ làm gì, mình sẽ gọi cái arrayNit ra, mình add cho nó lưu một cái thằng món ăn, thêm cho vào list một cái món ăn, đầu tiên là cần ảnh đúng không,
mình sẽ gọi r.drawable.a. Tiếp đến nữa, món ăn thì phải có tên và giá. Thì cái ảnh A này đây nó chính là món salad, được chưa? Đấy, thì đây mình sẽ ghi là salad Nga. Ừ. Giá Nga mình chưa ăn bao giờ. Biết bao nhiêu tiền? 200.000. Tôi cho 2 ly. Đấy. Được. Thì các bạn làm tương tự với cái thằng B, những cái món ăn mình thêm đây, có 5 món. Thì do mình lười quá nên là mình xin phép copy. Ok chưa? Đấy, mình copy gói project này. Là cái project mình hiển thị cho các bạn đấy. Mình paste bên này. À, mình sửa một tẹo ngày thành món ăn đúng không? Món ăn. Đấy. Còn thằng này là thằng ARR. Đấy, ok. Đấy. Và mình sẽ gọi cái hàm init đây. Đấy. Là lúc này là cái init món ăn của mình là có rồi đúng không? Tiếp đến nha. Tiếp đến. Thì bây giờ mình sẽ gọi cái thằng món ăn bằng ARR.f vị trí thứ index, chính là cái biến điển index mình vừa tạo, đúng chưa? Và mỗi lần mình kích vào cái món ăn ấy, biến ấy mình sẽ tự tăng. Và mình kiểm tra nếu như mà cái thằng index của mình này nó bằng arr.size, có nghĩa lúc này là đã vượt quá cái số lượng món ăn có trong cái mảng này, món ăn mình vừa tạo rồi đấy, sao thì mình sẽ gọi biến index bằng arr.size-1. Đó, ok chưa? Và công việc tiếp theo là mình sẽ gọi thằng tag view này. Mình sẽ cho nó một cái ID txv tên món ăn. Đấy. Copy à. Đã copy cho mình. Trong bài chủ yếu ấy, dùng Ctrl-C, Ctrl-V nhiều. Đấy. Thì đây, mình sẽ tạo ra cho nó một cái biến take view, đặt cái tên là txv món ăn. Tiếp đến nữa, mình sẽ viết một cái hàm private void ánh xạ. Đấy, ánh xạ. Và đây mình sẽ gọi hàm ánh xạ này. Thì tương tự, mình sẽ private coi setup. Đấy, được chưa? Thì trong setup mình sẽ làm gì? Chắc mình sẽ gọi cái tên về món ăn của mình ở trong ánh xạ trước. Mình gọi hàm setup thế này chưa đã. Đấy. Ánh xạ thì mình gọi cái tên về món ăn của mình ra, cái tên view của mình ra bằng pin view by id. Đây, chính nó r.id.txv món ăn. Đấy, chính là cái tag view ở bên activity main của mình. Đấy, thì setup mình sẽ gọi tagv món ăn chấm test tag test tag món ăn, chính là cái thằng món ăn mà mình gọi trên này này. Lúc này nó có dữ liệu rồi, bởi vì code của mình là chạy tuần tự đúng không? Thì khi nó chạy init thì món ăn đã có dữ liệu, và đến khi nó chạy setup, đến nó chạy ánh xạ thì thằng text view món ăn này nó đã được hiểu là cái thằng ô text ở trên màn hình mình thiết kế. Và xuống dưới này mình sẽ set cái chữ cho nó thông qua cái hàm set text món ăn này chấm tên. Ok chưa? Các bạn copy y nguyên cái dòng này cho mình và paste xuống dưới đoạn này. Đấy. Bây giờ mình sẽ run lên xem nó được cái gì rồi nhá.
Ok. Bây giờ mình kích ở đây. Ô, không có gì nhỉ. Các bạn biết là sao? Bởi vì mình mới thay đổi cái biến index này thôi. Mình chưa thay đổi cái món ăn. Thì các bạn copy ở dưới thế này. Các bạn gọi cho mình món ăn bằng arr chấm z index. Đó, truyền cái index vào. Bấm này. Quảng cáo. Đây là kênh ZoomV chưa bật được kiếm tiền nha. Các bạn nhớ đăng ký cho mình bật được thì kiếm tiền. Rồi, bây giờ mình bấm này. Cà nướng khoai tây, tôm hấp chanh sả, tôm nướng tiêu. Ok. Cái khái bấm bây giờ nó thay đổi tên món ăn rồi không? Nhưng mà theo cái video mình hướng dẫn ấy, thì có phải là nó sẽ chạy không? Đấy, các bạn nhìn chạy không? Đấy, thì bây giờ là đến cái tiết mục load dữ liệu, load cái animation cho nó. Thì để load được animation nhá, các bạn kích vào thư mục red, chọn new, new cái directory, new cái gì cũng được. Đây mình sẽ chọn thằng directory đi. Đấy, thì cái thằng này các bạn tên cho mình là anim, anim ấy. Ok, xong. Và vào trong này, các bạn chọn new cho mình một cái animation resource file. Cái file này là chính là cái file hiệu ứng ấy. Rồi, ok. Thì như các bạn đã thấy, thì có phải nó di chuyển từ bên từ vị trí của nó qua bên trái đúng không? Đấy. Thì mình tạo ra một cái file animation này. Mình ghi là to. To trái, bên trái là bên trái, to left. TXV. Ok. Enter. Rồi. Thì vào trong này nhá. Cái file set này chính là cái file mà lúc nào sẽ di chuyển với các bạn ấy. Thì để di chuyển từ cái vị trí của nó nhé sang vị trí bên trái thì mình sẽ sử dụng cái thằng translate này, ta không translate đấy, xong rồi có khá nhiều thuộc tính, các bạn hãy quan tâm cho mình nhé. Bây mình sẽ giải thích này. Trong Android ấy, cái vị trí mà cái thằng text view đang đứng này nó được tính là tọa độ là 0,0 với chiều x là chiều ngang và chiều y là chiều dọc, chưa? Thì nếu như bây giờ mình muốn nó di chuyển từ đây qua bên này thì có phải cái x của mình sẽ thay đổi từ 0 về âm không? Để em ví dụ tọa độ 0,0 ở chỗ này à. Đấy. Trong cái translate này nó có một cái thuộc tính nó là from x data. Đấy. From x data của mình muốn nó di chuyển bắt đầu từ vị trí là 0% chưa đến to x data là mình sẽ cho nó khoảng bao nhiêu phần trăm mình đẹp, mình sẽ cho nó âm 100%. Đấy, ok chưa? Còn đóng thẻ này, mình đóng thẻ này và mình muốn cái hiệu ứng của mình nó kéo dài trong bao lâu, có nghĩa nó sẽ di chuyển từ 0% đến âm 100 trong khoảng bao lâu ấy, thì mình sẽ dùng cái thuộc tính là duration. Duration đấy, rồi mình bật việc cây. Thiếu chữ u rồi đấy. Android 2 chấm creation bằng mình sẽ cho nó khoảng 900 mili giây, ở đây nó tính theo đơn vị mili nhá, mili giây nhá. Ok rồi này, tiếp theo ấy thì mình muốn mỗi khi mình ấn thì cái chữ của mình phải di chuyển từ bên trái, từ 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 vị trí nó về bên trái đúng không? Đấy, thì mình ở đây
sau khi ở đây trước khi xét tên này mình sẽ gọi cho nó, mình sẽ gọi cái thằng cách view của mình ra chấm tab animation này. Được, tạ. Các bạn nhìn nhá, nó ra gợi ý này. Các bạn nhấn enter cho mình. Và tiếp theo là mình sẽ gọi cái thư viện animation beauty này. Chấm loát animation thì này nó sẽ giúp, đầu tiên là thằng này sẽ chạy một cái file animation mà mình thiết kế, còn thằng này nhiệm vụ là sẽ lấy ra cái file đấy, thì lấy ra thì các bạn cần truyền vào trong cái context, chính là cái zip, chính là cái màn hình ấy. Tiếp đến nữa là cái ID của cái file animation mình vừa thiết kế, thì các bạn có thể gọi là error.anim. Đấy, các bạn nhìn không, thằng này enter chấm tunet.txt chính là cái file mình vừa thiết kế. Ok rồi, bây giờ run lên xem được cái gì nhé. Đây mình bấm các bạn nhìn thấy có phải hơi điêu điêu không đấy, bởi vì nó hiển thị cho mình luôn, xong nó set text. Mình sửa thằng này đi cho thành không đi, chạy lại đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là code chạy tuần tự mà, nó chạy xong thằng này cái thì nó chạy thằng này luôn, đúng chưa? Nên là mình phải thiết kế cho nó làm sao mà khi nó chạy xong thằng này thì nó mới set text. Thì ở đây mình sẽ tạo ra cho nó một cái countdown timer. Cái file animation của mình sẽ chạy mất 900 mili giây, đúng không? Các bạn chuyển cho mình cái số 900 vào đầu tiên, tiếp theo là một cái số bất kỳ, mình sẽ để là 100 này, xong đóng vào ngoặc của mình. Tiếp đến nhá, các bạn kích chuột vào trong đằng này, nó sẽ hiển thị cái dấu đỏ. Các bạn kích và chọn implement method. Đấy, nhấn ok rồi xong. Và bên dưới này nhá, new countdown timer xong, các bạn chấm start cho mình. Có nghĩa là sao? Khi mà thằng này vừa chạy thì thằng countdown timer sẽ đếm ngược từ 900 cho đến 0. Đấy, và khi mà nó đếm xong ấy thì nó chạy vào on finish. Thì đơn giản ở đây mình chỉ gọi tv tem nó ăn này chấm phép tách món ăn chấm tên, ok chưa? Đấy, bây giờ mình run lại cho các bạn xem nhá, xem được cái gì nhỉ. Đấy có phải nó chạy xong nó quay lại đây nó mới hiển thị cho mình đúng không? Đấy rồi, nhưng bây giờ là ở trên video là các bạn nhìn thấy nó chạy xong rồi, nó mờ đúng không, vừa chạy vừa mờ đấy, thì đơn giản lắm. Trước tiên nhá, mình sẽ sang bên này trước, cái chữ bé vãi 18 ấy, sao bé nhỉ, 22 đấy, chó to nhờ. Đấy, xong quay lại bên Medactivity và vào cái file hiệu ứng của mình, đúng không? Thì bây giờ thôi mình giảm thằng này đi, 900 nhiều hơi nhiều ấy, bên này mình giảm thằng nhá, thằng này thằng 900 nhá, thằng 800. Thì ở đây sau khi chạy cái translate này, trong lúc chạy cái translate này mình sẽ tạo gọi ra một cái thẻ nữa, một cái thuộc tính hiệu ứng nữa, đó là alpha. Đấy, thì alpha thì cũng tương tự như thằng này, nó có cái thuộc tính là duration, nên mình xin phép copy nhá. Và tiếp đến nữa, alpha nghĩa đây là m, đúng không? Như video các bạn thấy thì có phải là nó đớm đang từ rõ xong về m dần, đúng không? Giản lắm. Đầu tiên là mình sẽ tăng thằng này lên, tăng thằng này lên thành 100
100, cái tạm thời cái để 100 đi. Thì ở đây các bạn có chữ to, à có chữ from, nó tương tự như cái thằng x kia. Thì from alpha là bao nhiêu? Là từ 1. Alpha ở đây nó sẽ tính là từ 0 đến 1 nhé, kiểu 0 chấm bao nhiêu ấy. Đấy, to alpha 0, đúng không? Đấy, đóng thẻ. Sau đấy run project, xem thành quả của các bạn, xem các bạn được cái gì rồi. Bấm này. Đấy, có phải mở. Đấy. 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 Ngon lắm. Rồi, lưng cao leo vào một chút nhá. Thì bây giờ, sau khi nó đã di chuyển từ bên này, từ bên trái qua bên phải, và tiếp tục nó lại mở dần, xong nó hiện rõ từ bên phải qua vị trí của nó, đúng không? Thì đơn giản lắm. Các bạn vào thư mục admin của các bạn nhá. Copy cho mình file này, Ctrl C, Ctrl V. Và lần này ở đây không phải là to left nữa. Right to. Ok. Và các bạn chỉ cần sửa cái này thôi. Thì tọa độ của cái thằng này có phải là không có tính ở đây không? Và 100% ấy là nó sẽ tính đến cái đoạn chữ này. Đấy, cái chữ là nó tính 100%. Đấy, thì mình muốn nó di chuyển từ cái vị trí 100% này về đến đây. Đấy, thì mình sẽ sửa cái from x của mình là 100% về đến 0%. Ok chưa? Và tiếp đến nữa là cái hiệu ứng là sẽ mở dần đến hiện rõ, đúng không? Thì đây mình sẽ mở dần thì sẽ là từ from alpha bằng 0 cho đến to alpha là 1. Đó. Thì vừa ấy mình có hướng dẫn các bạn ấy, thì sau khi nó chạy xong cái animation này thì nó mới set text, đúng không? Thì cái lúc set text này chính là cái lúc mình gọi cái animation chạy từ bên phải qua. Đấy. Thì đây, các bạn copy y nguyên cái dòng này cho mình. Đấy. Bạn paste xuống dưới này. Đấy. Các bạn đã sửa thằng này thành main activity.zip nhá. Đấy, thế là xong. Và thay vì chạy cái file to net thì mình sẽ gọi cái file write to của mình, enter. Rồi, đấy, bây giờ tận hưởng thành quả. Ok, bây giờ bấm thử này. Các bạn thấy ảo không? Đấy. Các bạn cứ làm theo đúng hướng dẫn mình, kiểu gì cũng được. Rồi, bây giờ đơn giản là tới. Bây giờ đơn giản nhá, là mình muốn chạy cái hiệu ứng này ngay khi nó loát lên cơ. Ngay khi loát lên cũng phải chạy, đúng không? Thì đơn giản nhá, mình sẽ copy cái thằng này. Copy cái thằng này. Ctrl X nhỉ. Mình sẽ tạo ra cho một file public void đi. Run text. Để gì ạ? Đó. Và mình paste nó xuống thế này. Và mỗi lần mình kích vào chuyển món, mình chỉ gọi cái hàm run text. Và ngay khi cái chỗ là setup này, mình xóa thằng này đi, gọi cái hàm run text. Đấy. Ok chưa? Bây giờ chạy lên xem được cái gì nhá. Đấy. Ê, xóa cái chữ rau sạch đi mà. Thôi để rau sạch này. Đúng. Đấy, các bạn nhìn thấy ổn không? Đấy. Thì tiếp theo mình sẽ làm tương tác với cái thằng take u giá món ăn này, đúng không? Thằng này mình đặt cho nó cái ID TXV giá món ăn. Đấy. Copy main activity, paste vào đây.
Đấy. Rồi, ánh xạ các bạn nhớ ở trong hàm ánh xạ các bạn nhấn Ctrl D cho mình để chuột vào đây. Nhấn Ctrl D để nó tự copy cái dòng này và mình chỉ cần sửa cái TV thôi. Đấy. Và trong thằng Runtech mình sẽ làm gì? Đúng không? Các bạn cũng Ctrl D cho mình thằng này và thay cái TV giá món ăn. Được chưa? Tiếp đến nữa thằng này các bạn bôi đen. Bôi đen thằng này phải bôi đen nhá. Cần nhấn Ctrl D để nó tự copy. Đấy. Và bây giờ mình chuyển sửa thôi. Sửa. Đấy. Xong. Và thay vì set text, set tên thì mình sẽ gọi thằng set giá cộng thêm một cái chuỗi Việt Nam đồng. Đấy. Chuỗi Bác Hồ. Bấm văn. Đấy. Bây giờ xem được cái gì nhá. Đó. Đấy, các bạn nhìn nào không? Đẹp không? Hợp lý chưa? Tôm chanh hấp xả 9.000. Đấy. Video cũng dài nhỉ? Tận 25 phút rồi đấy. Mà mới xong rồi có một nửa. Ok. Thì video của mình sẽ xin được dừng lại đây. Nếu các bạn có ý kiến thì nhớ comment bên dưới video cho mình biết. Và ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách load animation cho thằng này. Thằng này thì nó là nhanh hơn. Như các bạn nhìn thấy đấy, có thể nó lằng nhằng hơn đâu. Đấy, ok. Rồi, video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học trình vui vẻ.